Tôi là Hữu Dũng bên kênh Ngoài Đường Pit ạ. Xin phép được hỏi anh Nguyễn Nhật một câu. Trước đây thì có những cái năm giải thưởng quả bóng vàng thì khi mà phóng viên bỏ lá phiếu để bầu chọn thì sau khi trao giải 2 ngày sẽ công bố toàn bộ danh sách phóng viên đã bỏ phiếu cho những cầu thủ như thế nào và đăng trên trang báo của Sài Gòn Giải Phóng. Đây rất giống với France Football, tức là sau mấy ngày khi mà công bố và trao thưởng giải thưởng quả bóng vàng thì là đều có công bố rất là rõ ràng như vậy, và sẽ có những cái đánh giá trong đó là ví dụ như là phóng viên của đại diện cho quốc gia nào sẽ bầu chọn cho cầu thủ nào, cầu thủ nào. Nhưng mà khoảng 2-3 năm gần đây thì không thấy. Hello, Ngoài Đường Pit xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, và ở đây là khu vực khách sạn Rec. Một chút nữa sẽ là nơi tổ chức công bố giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Các ứng viên sẽ lần lượt được công bố tên và chúng ta sẽ chờ đợi xem có thông tin gì hay liên quan đến quả bóng vàng Việt Nam năm nay hay không nha. Let's go! Bây giờ thì mình sẽ đi sang khách sạn Rex. Khách sạn Rex cũng là nơi thường xuyên tổ chức lễ công bố cũng như là lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam. Ngoài ra thì đây cũng là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện liên quan đến thể thao Việt Nam cũng như là với bóng đá Việt Nam. Hello em. Báo Sài Gòn Giải Phóng. Họp báo ngày 27 tháng 10 năm 2022. Quả bóng vàng Việt Nam. Cận cảnh quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Chạm tay cầu thủ xứng đáng nhất. Kính thưa ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các anh chị em phóng viên báo đài tham dự buổi lễ họp báo ngày hôm nay, trước hết thay mặt cho Liên đoàn Việt Nam cũng như thay mặt cho Công ty Cổ phần Báo chí Việt Nam xin chúc mừng báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức cái buổi họp báo ngày hôm nay trong cái dòng sự kiện của bóng đá trong suốt thời gian vừa qua. Trong chỉ riêng trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là có một loạt các sự kiện của bóng đá được tổ chức, và đặc biệt sắp tới có một cái sự kiện rất lớn của bóng đá Việt Nam, đó là đại hội nhiệm kỳ 9 của Liên đoàn Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 1 ở Hà Nội. Thì cái buổi họp báo ngày hôm nay cũng là một được chúng tôi rất là liên đoàn rất là vui, vì đó là một sự kiện mà nó cũng là góp phần làm nổi bật cái đại hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới. Như MC Xuân Cường vừa nói thì chúng ta thấy là bóng đá Việt Nam trong năm 2022 có rất là nhiều sự kiện đặc biệt lớn và để lại nhiều dấu ấn rất là quan trọng. Với những người làm bóng đá chúng tôi thì như bóng đá là bận rộn quanh năm, nhưng những sự kiện lớn như năm 2022 thực sự là cũng rất là hiếm khi chúng ta có được. Điều đặc biệt lớn nhất đó là bóng đá nữ Việt Nam lọt vào World Cup 2023, và chúng ta vừa chứng kiến cái việc bốc thăm và đội tuyển Việt Nam rất là đặc biệt giữa cái bảng của đội đương kim vô địch và đội đương kim á quân. Có thể chúng ta những người không làm chuyên môn thì nghĩ rằng kiểu kinh khủng quá rồi khó khăn quá, nhưng với những người làm bóng đá chúng tôi thực sự được gặp những đội mạnh như vậy, đấy là một cái điều rất mà ở trong những giải chính thức thì đấy là một cái điều rất là may mắn, vì chúng ta hiểu rằng để được gặp những đội như vậy, nếu mà được tổ chức một cái để tổ chức những trận đấu với những đội như vậy thì tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền của để được đá những đội như vậy, nhưng chúng ta được gặp họ những giải chính thức như vậy thì sự đấy là nó sẽ thu được rất là nhiều kinh nghiệm quý báu cho đội nữ chúng ta. Với
Với đội tuyển nam thì chúng ta biết là sắp tới chúng ta sẽ có giải AFF Cup, và thì đấy là một cái mà nó cũng là một cái thông số chờ cho các lá phiếu của các nhà báo cũng như là các chuyên gia bỏ phiếu. Thì cũng ban tổ chức tháng gần như trong báo chí thì tháng 1 sẽ phát phiếu, và thực sự là sau khi mà kết thúc giải thì cũng là cái thời điểm để chúng ta thu phiếu. Và tôi nghĩ rằng lúc đó với đặc biệt với bóng đá nam thì cùng với các giải vô địch quốc gia và sắp đang ở những giai đoạn gay cấn nhất của cuối mùa giải, tranh chức vô địch cũng như là tranh sắp xếp hạng, thì thật sự là những lá phiếu sắp tới là luôn luôn sẽ là tạo cho chúng ta cái sự hồi hộp rất là lớn. Và một cái điểm nhấn nữa là futsal chúng ta năm nay thì có một cái huấn luyện viên mới đương kim vô địch thế giới. Chiều hôm qua thì tôi vừa bay từ Hà Nội vào, hôm qua đi Cần Thơ thì tôi yêu cầu ông ở lại chờ tôi, và tối hôm qua thì cũng ngồi, tôi từ sân bay về là cũng ngồi làm việc với ông cả tối hôm qua để chuẩn bị cho kế hoạch của 2023, vì chúng ta biết là 2024 thì futsal có cái vòng chung kết châu Á, và cái vòng chung kết châu Á đấy là giành suất đi World Cup. Cho nên là cũng thời gian của ông ấy cũng rất là bận, và của tôi cũng rất là bận, nên là cũng cố gắng tranh thủ tối qua để mà chốt cái kế hoạch của năm 2023. Và futsal thì cũng mặc dù là chúng ta hơi tiếc là không lọt được vào bán kết, nhưng tuy nhiên với năm vừa rồi chúng ta cũng được gặp là đương kim vô địch là Nhật Bản, và chúng ta cũng gặp là cựu vô địch Iran. Thực sự đấy là những trận đấu mà đối với futsal Việt Nam đấy là vô cùng quý báu, và nó bật ra được cho tất cả những cái điểm mà ông huấn luyện viên trưởng ông mới cần để biết về đội tuyển. Còn nếu như giả sử chúng ta gặp được Indonesia ở bán kết, có thể thành tích sẽ đi sâu hơn, nhưng tuy nhiên thì những cái mà chúng ta cần biết để mà thay đổi thì nó lại chưa chắc đã được tốt bằng cái mà chúng ta được gặp những đội mạnh như đội Iran hay đội Nhật Bản. Quay lại với giải thưởng của bóng vàng thì trước hết là phải cảm ơn rất là nhiều với báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng ta cũng thấy là trong cái hoàn cảnh 2 năm vừa rồi dịch khó khăn như vậy, nhưng giải thưởng bóng vàng vẫn được duy trì. Đấy là một sự nỗ lực rất lớn của báo Sài Gòn Giải Phóng và Liên đoàn Việt Nam cũng như công ty VFF. Thực sự là cảm ơn rất nhiều với báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là giải thưởng vô cùng danh giá cho cuộc đời của từng cầu thủ với những người giành được giải thưởng này. Mà trên là cái việc mà duy trì được giải thưởng này, và đặc biệt là giải thưởng rất là tổ chức rất là tốt và bài bản, thì hy vọng mùa giải 2022 này chúng ta sẽ có được những cầu thủ thật sự xứng đáng để mà vinh danh cho cầu thủ cũng như là làm nổi bật cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Và một nữa xin chân thành cảm ơn ban giám khảo phóng, chân thành cảm ơn ban tổ chức và chúc sức khỏe tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Covid-19 ngay những ngày đầu năm thì bóng đá Việt Nam đã đón nhận những tin vui như là một cái sự khởi đầu thuận lợi nhất trong năm 2022. Bóng đá nam thì như chúng ta đã biết thì chúng ta đã thắng đội tuyển Trung Quốc ngay ngày mùng 1 Tết. Sau đó đội tuyển U23 bảo vệ huy chương vàng SEA Games, và trong những ngày tới tất cả sẽ tập trung cho mục tiêu là ngôi vị số 1 trong Nam Á của giải AFF Cup trong thời gian tới. Đội tuyển nữ thì khởi đầu năm bằng việc giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, và như anh Trịnh Tú vừa có nhắc thì vừa rồi thì đội tuyển nữ chúng ta cũng đã có cái bốc thăm chia bảng, và chúng ta vô cùng hân hạnh nằm chung bảng với đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Hà Lan, là những cái đội tuyển mà hàng đầu thế giới hiện nay. Đội tuyển futsal thì cũng có một năm đầy bận rộn với nhiều giải đấu và đã gây ấn tượng rất mạnh qua vòng chung kết châu Á 2022 mới đây. Những thành công trên đã tạo nên một tiền đề cho cuộc bầu chọn giải thưởng quả bóng vàng 2022 thêm phần hấp dẫn. Không chỉ căn cứ vào thành tích ở đội tuyển quốc gia, mà giải đấu quốc gia cũng là cơ sở để các đại biểu quan sát lựa chọn những cầu thủ giỏi nhất, tài đức diện toàn để đặt niềm tin vào phiếu bầu chọn của mình. Trong những ngày này, chúng ta còn nhiều giải trong nước đang trong giai đoạn tăng tốc như là V-League, rồi Cúp Quốc gia, giải du lịch nữ quốc gia, giải futsal du lịch quốc gia nhân dân. Và chúng ta cũng còn một giải khác quan trọng, rất quan trọng, đó là AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.
Như chúng ta đã biết thì AFF Cup diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023, có nghĩa là một giải đấu mà diễn ra dắt qua giữa năm 2022, cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Chính điều đó mà tương tự như cuộc bầu chọn giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2021, thì năm nay ban tổ chức cũng quyết định hạn chót của việc chốt phiếu bầu là sau trận chung kết AFF Cup. Cụ thể là ngày 18 tháng 1 năm 2023 thì căn cứ theo số bưu điện, các phiếu bầu sẽ được gửi về ban tổ chức. Bên cạnh việc gửi phiếu bầu qua bưu điện như truyền thống, những năm gần đây thì nhiều đại biểu cũng đã gửi phiếu bầu qua hình thức thư điện tử, cũng là một thuận lợi trong công tác thu và tổng hợp phiếu. Một điểm đáng chú ý khác ở cuộc bầu chọn năm nay là khi bóng đá Việt Nam chúng ta trở lại với nhịp sống quen thuộc, các hệ thống bóng đá trẻ đã trở lại thì ban tổ chức cũng đã quyết định mở lại các giải thưởng phụ là giải cầu thủ trẻ nam, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất, giải dành cho đây là giải dành cho cầu thủ dưới U21 cùng với giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Cuộc bầu chọn giải cầu thủ trẻ năm nay chắc chắn hấp dẫn hơn mỗi năm khi mà các lứa trẻ của chúng ta đã thể hiện rất tốt qua các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á trong năm 2022 vừa qua. Như vậy là năm nay chúng ta sẽ trở lại với 12 hạng mục của giải thưởng quả bóng vàng như truyền thống từ trước đến giờ. Chỉ riêng trong năm 2021 thì do cái lý do chúng ta dịch, đại dịch và một số cái giải đấu chúng ta cũng không có diễn ra được như kế hoạch, cho nên là ban tổ chức cũng đã quyết định tạm thời không có một số giải trẻ, thì năm nay chúng ta là quay lại với đầy đủ 12 hạng mục giải thưởng. Đó là giải quả bóng bạc, quả bóng vàng, quả bóng bạc, quả bóng đồng dành cho nam, quả bóng vàng, quả bóng bạc, quả bóng đồng dành cho nữ, và giải quả bóng vàng, bạc, đồng, futsal cùng với các hạng mục giải trẻ như trên. Thay mặt ban tổ chức thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà đồng hành chuyên môn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, và đặc biệt là cảm ơn các đơn vị đồng hành trong suốt thời gian qua, nhà tài trợ chính của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Sơn Nam, và tất cả các đơn vị đồng hành của giải thưởng quả bóng vàng trong suốt nhiều năm qua, và tiếp tục trong mùa giải 2022 này vẫn tiếp tục gắn bó với giải thưởng quả bóng vàng. Đây là một điều chúng tôi hết sức trân quý. Đặc biệt chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao, Hội Nhà báo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các ban ngành đó hỗ trợ và giúp đỡ góp phần cho giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam những năm qua, cũng như là hy vọng giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp, góp phần vào việc tôn vinh những nỗ lực của các cầu thủ, những cá nhân đã đóng góp công sức lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong năm. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý đồng nghiệp, quý nhà báo chúng ta có những câu hỏi, những đóng góp với các thành viên của ban chủ tọa. Xin kính mời ạ. Tôi có câu hỏi, một số câu hỏi. Xin chào anh Nguyễn Nhật. Anh có thể túm lại và nói rõ hơn là cái nét mới đặc biệt nhất của cuộc bầu chọn hôm nay là gì? Cái thứ hai, khi nào chúng ta sẽ phát phiếu và là cái cột mốc thời điểm nào chúng ta sẽ thu hồi phiếu bầu? Đối với cụ tiền thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn, đồng thời chủ nhân của hai quả bóng vàng trong hai năm, xin mời các anh chị cứ trao đổi. Lâu lắm mới có dịp gặp lại anh Sơn á. Xin mời anh Hải ạ. Nhà báo Duy Hải. Tôi Duy Hải, người được may mắn là tham gia được 27 lần quả bóng vàng. Hôm nay tôi xin có cái ý kiến như thế này. Cái việc mà quả bóng vàng chúng ta nên giữ một khuôn mẫu từ trước tới giờ để cho nó thành một tiền lại cái rằng cái quả bóng vàng đó là quả bóng vàng chúng ta đừng có đổi. Tại tôi nghĩ hình như là có đổi năm nay đổi bóng vàng khác hay sao. Đó là thứ nhất, là ý kiến mà tôi đề nghị là nên giữ cái quả bóng vàng như cũ. Câu hỏi thứ hai thì tôi cũng xin hỏi ban tổ chức là năm nay chúng ta có bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các cầu thủ ngoại binh
thì đó là những cái tiêu chí mà chúng ta sẽ bầu chọn. Thì đề nghị là ban tổ chức cũng nên rút gọn từng giải quá. Khi mà em bầu chọn rất là khó, không tập trung. Thành ra tôi đề nghị là khi bầu chọn ban tổ chức đưa danh sách mà đề cử đó thì nên tập trung và chất lượng hơn để cho anh em báo chí dễ tập trung để bầu chọn, không phải tàn hạn đi nó không tập trung được. Đó là ý kiến thứ hai mà tôi muốn đề nghị là ban tổ chức nên có cái này cho nó kỹ càng hơn. Đó là hai câu hỏi tôi muốn đặt. Xin thưa các em trả lời câu hỏi của bạn Trọng Vũ. Tuy nhiên là đội tuyển, các đội tuyển quốc gia thì có năm sẽ có rất nhiều sự kiện và có năm thì sẽ ít rất ít sự kiện. Tuy nhiên là việc mà bầu chọn quả bóng vàng, giải thưởng bóng vàng cho cá nhân thì nó sẽ phụ thuộc vào các giải. Các giải trong năm, có giải quốc tế, có giải trong nước. Có năm thì giải quốc tế thì nổi bật lên thì rất là dễ bị chọn. Có năm thì chủ yếu là các giải trong nước nổi bật hơn. Thì việc này tôi nghĩ rằng là nó quan trọng nhất là việc mà các phóng viên có theo dõi được và có được các điều kiện theo dõi các cái giải diễn ra hay không. Thì tuy nhiên là nếu mà giải quốc tế thì dễ theo dõi hơn là giải trong nước. Thì tôi nghĩ là ở đây thì để mà cho tạo điều kiện cho cái việc mà không gây khó khăn cho phóng viên để bình chọn, và đặc biệt futsal thì không phải cái môn được chưa phải cái môn mà được để mà quan tâm rất là mạnh như bóng đá sân cỏ, thì có thể ban tổ chức rồi cũng như là các ban tổ chức cũng sẽ có những cái phương án để làm sao mà cho các phóng viên tiếp cận được nhiều thông tin với những cầu thủ được nằm trong danh sách bình chọn, thì đó sẽ chất lượng bình chọn sẽ tốt hơn. Chưa, tôi nghĩ rằng là đấy vẫn điều quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các cầu thủ thì họ luôn luôn thi đấu hết mình thôi, và những cầu thủ cũng đang như Hồ Văn Ý như ở giải châu Á vừa rồi, thì tôi nghĩ cho sự đấy cái là những cái pha cứu bóng của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc là không cần cái ý vì nhiều phóng viên cũng sẽ bỏ phiếu cho anh ấy, nên đó thí dụ như vậy. Còn tất nhiên anh có hỏi hơi đặc đề một chút về futsal thì để nâng giải thì nâng cái chất lượng của đội tuyển futsal thì rất là nhiều việc, và đây là trách nhiệm của Liên đoàn Việt Nam. Chứ anh hỏi cá nhân tôi thì nó lại thành không hay. Thì tất nhiên trách nhiệm của Liên đoàn Việt Nam thì sẽ phải tìm một cách để nâng chất lượng đội tuyển, và đặc biệt đến là giải vô địch quốc gia. Giải quốc gia thì vừa rồi trong cuộc họp của thường trực thì tôi cũng thường trực cũng đã ra nghị quyết là sẽ nó liên quan đến việc không phải chỉ cho quốc gia với cả đội tuyển bóng đá với các câu lạc bộ nữ, với hạng nhất là với các câu lạc bộ của giải vô địch và giải chuyên nghiệp là sẽ cho tiến tới là thuê thêm một suất Việt kiều, rồi quốc gia thì cho thêm một suất quảng binh. Đấy là cái mà vừa thực sự ra nghị quyết, và tuy nhiên sẽ phải tiến hành các bước thủ tục pháp lý để mà được phê chuẩn việc đấy. Đấy là một cái để nâng chất lượng của các giải đấu lên. Với riêng futsal thì chúng ta vẫn thấy là đang giải phong trào, chúng ta đang tập trung. Năm nay thì lúc lượt đi thì ở Đà Lạt, lượt về thì Cần Thơ. Nhưng mà tất nhiên như thế thì nó sẽ không chất lượng. Và bản thân như tôi tối qua tôi làm việc với ông Diego thì cũng nói tôi là cũng rất tha thiết làm sao Liên đoàn Việt Nam mà nâng cái chất lượng của giải lên, cầu thủ yếu nhiều hơn, thời gian mùa giải sẽ kéo dài hơn. Thì nhân để được như vậy thì sẽ trong cái hội thảo tổ chức hồi tháng 8, các câu lạc bộ thì đều đồng ý là sẽ đá sân nhà sân khách, và mùa giải sẽ cố gắng tính mùa giải giống như là chúng ta có giải gì nhất. Nhưng mà để được như vậy thì chắc chắn rằng sẽ các câu lạc bộ sẽ phải đáp ứng rất nhiều kiện. Và một cái vấn đề nữa mà AC cũng vừa thông qua đấy là việc cấp phép cho câu lạc bộ quốc gia, và việc cấp phép câu lạc bộ quốc gia thì nó cũng liên quan đến việc giải tổ chức giải sân nhà sân khách, rồi liên quan đến độ trẻ, liên quan đến các cái tổ chức giống như là của các câu bộ chuyên nghiệp thôi mà AC đang yêu cầu. Thì vừa rồi AC cũng yêu cầu là cấp phép cho câu lạc bộ quốc gia, thì đấy tôi nghĩ đấy là một cái rất là đòi hỏi của nó, là sẽ theo một số câu lạc bộ của quốc gia sẽ khó khăn đấy, nhưng mà nếu như thế nó sẽ tốt hơn cho quốc gia, tốt hơn cho giải, và đội tuyển quốc gia sẽ tốt hơn. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Anh Tú. Về phía ban tổ chức thì cũng xin có một số cái thông tin cung cấp thêm trên cơ sở câu hỏi của anh Sĩ Nguyên, anh Dương Hải. Thứ nhất là về cái nét mới của bóng vàng năm nay,
Thì như chúng ta đã biết thì lúc nãy tôi cũng có trình bày, có nghĩa là sau 2 năm diễn ra đại dịch thì trong 2 năm đó giải thưởng Bông Vàng chúng ta cũng gặp những cái khó khăn chung của đất nước cũng như của thành phố và của nền bóng đá Việt Nam, cho nên là một số cái hạng mục giải thưởng chúng ta cũng phải tạm thời là chưa có triển khai được. Thì qua năm 2022 này thì ban tổ chức quyết định và trên cơ sở là những cái yếu tố cho phép thì tất cả các hạng mục giải thưởng truyền thống của giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam chúng ta sẽ được bầu chọn trở lại và sẽ được tôn vinh ở tất cả các hạng mục. Cái thứ hai là chắc chúng ta cũng cảm nhận được cái không khí bóng đá của năm 2022 của chúng ta, và đặc biệt là chỉ ngay ngày đầu năm mới, ngày mùa 1 thì chúng ta đã có một cái trận thắng Trung Quốc sau một chuỗi những cái trận mà chúng ta cũng có thể nói là chúng ta thấp thỏm lo âu, thì ngay từ đầu năm thì chúng ta đã có một cái tín hiệu rất là phấn khởi, và đó là một cái tiền đề, một cái cơ sở cũng như là một cái niềm khích lệ để cho bóng đá Việt Nam tiếp theo đó là chúng ta đã hái được những cái thành công rất là đáng tự hào trong một năm qua, và cho đến đặc biệt là có nghĩa là cái sự mong chờ nó kéo dài liên tục cho đến cuối năm nay, và đặc biệt là cũng phải đến Tết âm lịch năm nay thì chúng ta mới thỏa mãn được những cái niềm khát khao, đó là sẽ còn một cái giải AFF Cup, có nghĩa là chúng ta cũng phải đặt cái mục tiêu rất là lớn của giải này, giải đấu này. Thì như vậy là Quả Bóng Vàng Việt Nam chúng ta cũng nằm trong một cái lộ trình đó, và tôi nghĩ rằng nó cho những cái yếu tố đó cho thấy là cái lá phiếu bầu chọn năm nay chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ, và phải theo sát từng giải đấu cho đến những cái trận đấu cuối cùng thì chúng ta tất cả anh em chúng ta mới có cái cơ sở và đặt cái niềm tin vào cái lá phiếu của mình. Chứ có thể có những cái mùa giải là sau khoảng dài giải đấu thì chúng ta đã có cơ sở, có những cái cầu thủ, những cái nhân tố nổi bật xuất sắc nhất, và cũng có mùa thì qua cái thông tin trao đổi với anh em đồng nghiệp thì gần như là rất là dễ xác định được chủ nhân của những hạng mục giải thưởng. Tuy nhiên năm nay thì tôi cho rằng năm nay là rất khó, và cái yếu tố và thời gian cũng như là cái sự chờ đợi nó sẽ khiến cho tất cả anh em chúng ta trong cái lá phiếu bầu chọn nó sẽ có cái phần kịch tính và cái giờ chót nhiều hơn là những cái mùa giải trước. Cái hai là cái thời gian cụ thể thì dự kiến thì ban tổ chức sẽ phát cái phiếu bầu vào ngày dự kiến ngày 20 tháng 11 thì ban tổ chức sẽ phát cái phiếu bầu gửi đến tất cả các anh chị để chúng ta sẽ chuẩn bị, và cái thời gian thu phiếu, hạn chót thu phiếu ban tổ chức cũng dự kiến là ngày 18 tháng 1, có nghĩa là sau 2 ngày khi mà giải AFF Cup kết thúc. Sở dĩ năm nay thì chúng ta cũng phải chờ đợi đó là bởi vì cái AFF Cup diễn ra là từ cuối tháng 12, có nghĩa là vẫn còn trong năm 2022, nhưng mà cái thời gian diễn ra nó kéo dài 1 tháng, cho nên là chúng ta cũng phải chờ đợi và xem đây là một cái giải của năm 2022, và để đưa vào cái cơ sở để bầu chọn các hạng mục của năm 2022. Một cái chi tiết cũng xin cảm ơn đồng nghiệp anh Dương Hải đã chú ý, thì cũng xin chia sẻ, có nghĩa là từ năm 2016 thì ban tổ chức cũng đã hết sức chú ý cái mẫu cúp, và cũng đã đặt một cái mẫu cúp không có thay đổi từ cho đến thời điểm này. Đó là các hạng mục là Quả Bóng Vàng nam, Quả Bóng Vàng nữ và Quả Bóng Vàng futsal, có nghĩa là 9 hạng mục giải thưởng, thì đó là những cái cúp mà chúng ta sẽ duy trì xuyên suốt, không có thay đổi mẫu, và cái này chúng ta cũng ban tổ chức cũng đặt trước để chúng ta nhập về. Cái thứ hai là những cái mẫu cúp của các giải trẻ thì cũng xin thông tin thêm, đó là những cái mẫu mà
mà ban tổ chức cũng có một cái sự điều chỉnh về cái mẫu của các giải trẻ thôi, còn tất cả các mẫu của các giải của quốc gia thì là vẫn giữ cái mẫu truyền thông như từ trước. Xin cảm ơn anh Lê Dũng. Tôi là Hữu Dũng bên kênh Ngoài Đường Tiết ạ. Xin phép được hỏi anh Nguyễn Nhật một câu. Trước đây thì có những cái năm giải thưởng quả bóng vàng thì khi mà phóng viên bỏ lá phiếu để bầu chọn thì sau khi trao giải 2 ngày sẽ công bố toàn bộ danh sách phóng viên đã bỏ phiếu cho những cầu thủ như thế nào và đăng trên trang báo của Sài Gòn Giải Phóng. Đây rất giống với France Football, tức là cứ sau mấy ngày khi mà công bố và trao thưởng giải thưởng quả bóng vàng thì là đều có công bố rất là rõ ràng như vậy, và sẽ có những cái đánh giá trong đó là ví dụ như là phóng viên của đại diện cho quốc gia nào sẽ bầu chọn cho cầu thủ nào. Nhưng mà khoảng 2-3 năm gần đây thì không thấy công bố như vậy, và rất là mong là năm nay thì chúng ta sẽ quay lại làm như vậy. Mình là Lê Tuấn đến từ Báo Công an Hồ Chí Minh. Có câu hỏi với anh Hồng Sơn ấy. Anh là nói chung là anh cũng đã từng đạt được giải quả bóng vàng rồi. Thì về với dưới cấp độ về chuyên môn của anh á, thì anh có thể nhận định được mùa này thì ai sẽ là quả bóng vàng. Câu thứ hai là mình hỏi với lại ban tổ chức là trường hợp của anh Quang Hải với lại Quỳnh Như vậy đi thi đấu ở nước ngoài vậy thì có được bầu trong cái giải quả bóng vàng không? Và cái nữa là ban tổ chức để dùm là cuối năm nay thì cái giải A Cúp Cúp mới diễn ra, và đa phần là mình phải dựa lên cái đó, thì trường hợp anh Quang Hải này thì ban tổ chức nghĩ như thế nào về trường hợp anh Quang Hải sẽ có được bầu hay không á? Và câu nữa là xin hỏi anh Tú, đến giờ là anh là nhà tài trợ chính rồi, anh có thể nói cho biết là anh đồng hành đi luôn suốt không anh? Xin lỗi. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Lê Tuấn. Chắc xin mời anh Hồng Sơn chia sẻ trước ạ. Vâng, phải nói rằng là cũng rất là vinh dự khi tay Hồng Sơn lại tiếp tục được tham gia cùng với danh hiệu quả bóng vàng. Và cũng đã trôi qua 27 năm, Hồng Sơn cũng là một trong những cái nhân chứng đó, những thành phần đó từ năm 1995 đến nay. Và ở đây thì cũng có rất nhiều các cái nhà báo, báo viết, báo ảnh và những truyền thông cũng đã theo bóng đá Việt Nam từ những cái thời kỳ mà chúng ta bắt đầu hội nhập quốc tế từ những năm 93, 95 và cho đến sau này. Thì với câu hỏi rất là cũng là vừa hay nhưng mà cũng rất tế nhị như vậy, thì chúng ta thấy là năm vừa qua phải nói rằng là các cái cấp độ bóng đá của chúng ta cũng đều đạt những thành tích rất là tốt và cấp độ đội tuyển, và những cái thành phần, những cái thành viên trong đóng góp cho các cái thành tích tốt của đội tuyển của chúng ta đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái định hướng, cái mà lối đi của bóng đá Việt Nam chúng ta đang tiếp cận dần là có thể là thành công với cái việc là chúng ta đứng số 1 Đông Nam Á và vượt lên tầm nữa. Bên cạnh đó thì phải nói rằng là tôi nói hơi nhiều một chút về cái giải thưởng ở đây, là đó chính là cái một trong những cái giải mà các cầu thủ trong cuộc đời sự nghiệp cầu thủ đều mong mỏi, và đó là cái động lực, đó là cái mục tiêu để các cầu thủ bóng đá được vươn tới, và đó cũng là cái trách nhiệm vinh dự mà các cầu thủ sẽ thực hiện cũng như là cống hiến trong suốt cuộc đời của mình. Tuy nhiên thì với cái câu hỏi đưa ra thì tôi cũng cho rằng là các cầu thủ chúng ta vừa rồi thì là đạt cái thành tích trong câu lạc bộ. Đầu tiên, cái tiêu chí đầu tiên là ở cấp câu lạc bộ, sau đó thì với lên đội tuyển và những cái giải đấu khác. Đó cũng là một cái bí mật cũng như là một cái mà suy nghĩ, đánh giá, ý kiến của từng nhà báo, từng chuyên gia, từng huấn luyện viên với từng cầu thủ đó. Chính như vậy thì tôi cũng hy vọng những cái lá phiếu chuẩn chỉ nhất, đánh giá được thực trạng tốt nhất, năng lực tốt nhất của các cầu thủ
để các cầu thủ đó xứng đáng được có một cái đêm trao giải gala có vàng được xứng đáng. Cũng cho phép tôi là cũng không được nói tên những cái ứng cử viên như vậy để cho chúng ta có sự hồi hộp hơn. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Sơn, rất là tế nhị. Xin mời anh Tú trước hả? Xin trả lời câu hỏi của nhà báo Lê Tuấn. Chúng tôi điều thì với Thái Sơn Nam thì thực sự là cũng là rất là vinh dự được đồng hành cùng với báo Thành Phố Hồng Kông trong việc tài trợ cái giải thưởng của bóng vàng. Những ngày đầu tiên mà khi mà báo Thành Phố Hồng Kông đặt vấn đề thì Thái Sơn Nam lúc đó cũng rất là vui. Và cái việc mà được đồng hành cùng như này thì và đồng hành tiếp theo thì đấy là cái mà rất là cái mong muốn của Thái Sơn Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu là đó là phải mong muốn của hai bên. Khi báo Sài Gòn Phóng có đối tác tốt hơn chẳng hạn thì báo Sài Gòn Phóng phải chọn những đối tác tốt hơn đấy là cái. Hoặc là với Thái Sơn Nam giả sử như ông Tú không làm chủ nữa mà có khi người khác làm chủ nên thay thì lúc đấy thì nó lại sẽ khác trong tương lai thì không thể nói là gần như thì chắc chắn 100% cả. Nhưng tuy nhiên về trong với những cái như hiện nay thì chắc chắn là cái việc đồng hành của Đài Sơn Nam cùng với báo Sài Gòn để tài trợ cho giải quả bóng giải thưởng bóng vàng đến Việt Nam thì đấy là cái luôn luôn mong muốn của Đài Sơn Nam. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Anh Tú và tiếp theo xin mời anh Nguyễn Nhật ạ. Về phía ban tổ chức thì tôi cũng cảm ơn anh Vũ Dũng, anh Lê Tuấn đặt một số cái câu hỏi liên quan đến cái khâu tổ chức cũng như là cái tiêu chí bình chọn. Như cách đây khoảng 2 ngày thì có một đồng nghiệp cũng có một cái bài viết trên báo Sài Gòn Phóng về cái giải thưởng bóng vàng á, thì đặt ra cái yếu tố năm nay là có những cái nét mới như thế nào, thì trong đó có nhắc tới cái yếu tố quốc tế, có nghĩa là hiện nay là chúng ta có những cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ nước ngoài. Cụ thể là hiện nay là có Quang Hải đang thi đấu ở châu Âu và Quỳnh Như cũng là một cái tuyển thủ nữ đang thi đấu ở châu Âu. Có lẽ nhắc lại thì lịch sử bóng vàng Việt Nam chúng ta cũng đã từng có những cái trường hợp như vậy. Trước đây thì thật ra có giai đoạn thì anh Xuân Trường cũng có thi đấu ở một câu lạc bộ Hàn Quốc, rồi thậm chí là Busan chúng ta cũng có những cái tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài. Thì tất cả những cái yếu tố đó thì trong cái điều lệ của bóng vàng thì chúng ta vẫn xem là những cái cầu thủ đóng góp thành tích chung cho bóng đá Việt Nam, cho nên là cũng nằm trong cái cơ sở, cái điều kiện cũng như là cái tiêu chí để các nhà báo cũng như là các đại biểu mà có cái lá phiếu bầu chọn thì chúng ta có trên lấy có cái dựa trên cơ sở đó thì chúng ta có thể là bầu chọn. Thì như vậy là đối với tiêu chí giải thưởng bóng vàng thì chúng ta cũng không hạn chế cầu thủ khi thi đấu ở một phần thời gian nước ngoài chẳng hạn hay là như thế nào đó, thì chúng ta vẫn xem đó là những cái tuyển thủ để chúng ta có thể có cái cơ sở để bầu chọn. Thì trên cơ sở đó thì ban tổ chức sẽ cố gắng, ý kiến của các nhà báo thì ban tổ chức năm nay sẽ cố gắng tham khảo cái danh sách rút gọn, thì như các anh chị có đề cập, có nghĩa là gọn hơn, chất lượng hơn để các anh chị dễ bầu chọn. Có nghĩa là có thể là có những cái năm thì chúng ta cái diện mà cầu thủ đưa vào danh sách đó, nó cũng khá nhiều, khá dài, cho nên là cũng khá lúng túng trong các cứ bầu. Thì ban tổ chức cũng ghi nhận cái đề nghị này và cũng sẽ làm việc với các cái bộ phận tham mưu để làm sao mà cái danh sách rút gọn hôm nay chúng ta là đảm bảo cực kỳ gọn, nhưng mà cũng không để sót bất cứ một cái tài năng cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam trong cái bầu chọn bóng vàng Việt Nam năm nay. Một cái nội dung nữa là liên quan đến các lá phiếu bầu chọn ở các nhà báo, các phóng viên, thì nội dung này thì
cũng xin cảm ơn các anh chị. Năm ngoái và năm trước nữa thì cũng các anh chị cũng có đặt ra, và cái này thì ban tổ chức ghi nhận, và trong cái điều lệ thì chúng ta sẽ thực hiện căn cứ theo đúng theo cái tinh thần của điều lệ Giao thông Vận tải Việt Nam. Chúng ta sẽ thực hiện những cái nội dung gì mới thì ban tổ chức sẽ tiếp tục ghi nhận và có cái tham mưu thêm với các cái đơn vị chức năng chuyên môn để làm sao với mong muốn là Võ Cổ Truyền Việt Nam ngày càng phát triển và sẽ là một cái nơi gửi gắm tất cả những cái tâm tư tình cảm trong lá phiếu của các anh chị nhà báo. Xin cảm ơn các anh chị. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ. Cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ cool đổi quà cực cool. Sẵn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu Cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình Cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều Cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu Cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu Cool. Săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cool tươi vui trong mỗi lốc sữa Cool tươi vui hoặc Cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cool tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cool tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cool. Tích lũy được 24 thẻ Cool tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu Cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cool vậy thôi các bạn ơi.